xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đánh dấu ít và ô vuông trong Word để đánh dấu ít và ô vuông trong Word á thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên cách đầu tiên á chúng ta sẽ làm xuất hiện tab có tên là developer thì cách làm như sau các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab là file tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào option sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào customizer ribbon rồi ở đây á các bạn chúng ta sẽ chọn là main tab tiếp theo các bạn chúng ta sẽ kéo xuống thì các bạn thấy nó có một ô là developer nó còn trống bây giờ các bạn chúng ta muốn là xuất hiện cái tab này thì chúng ta sẽ tích vào bấm vào ok thì lúc này á trên thanh công cụ nó sẽ xuất hiện một tab có tên là developer rồi bây giờ chúng ta sẽ vào tab này. Rồi bây giờ tôi muốn là tạo ra một ô vuông. Khi tôi tích chuột vào ô vuông á, nó sẽ có dấu tích thì tôi sẽ làm như sau. Ở đây á, tôi sẽ chọn vào ô vuông này. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt con chuột tại vị trí mà tôi muốn chèn ô vuông. Sau đó tôi sẽ chọn vào checkbox. Đó, thì lúc này á nó sẽ tạo ra cho tôi một ô vuông. Bây giờ tôi muốn là tích vào ô vuông này á thì tôi sẽ bấm chuột vào ô vuông thì lúc này á các bạn thấy ô vuông của tôi nó có dấu ít ở bên trong rồi muốn bỏ dấu ít đó thì tôi sẽ bấm chuột vào một lần nữa thì nó sẽ bỏ đó các bạn cứ bấm vào thì nó sẽ xuất hiện bấm một lần nữa thì nó sẽ bỏ đi rồi bây giờ tôi muốn là thay đổi dấu ít thành dấu tích thì tôi sẽ làm như sau ở đây á tôi sẽ chọn vào property sau đó ở đây ở một là checker symbol tôi sẽ chọn vào trên rồi ở một phòng á các bạn chúng ta sẽ chọn vào phòng within nếu mà các bạn chúng ta muốn là chọn vào nhanh phòng within đó thì đây các bạn chúng ta sẽ bấm vào một tinh chỉ xuống này sau đó các bạn chúng ta sẽ gõ từ v kép thì lúc này á phòng within nó sẽ xuất hiện bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào rồi bây giờ tôi sẽ kéo xuống này tới vị trí cuối cùng thì lúc này á tôi sẽ thấy có một ô vuông có dấu tích ở bên trong bây giờ tôi sẽ chọn vào bấm vào ok ok rồi bây giờ tôi sẽ bấm vào ô vuông này thì nó sẽ có dấu tích ở bên trong bấm một lần nữa thì nó sẽ bỏ đi đó tương tự đối với giới tính nữ đó, các bạn chúng ta cũng làm như vậy nha đó là cách đầu tiên tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai cách thứ hai á các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab insert này. tiếp theo đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào symbol chọn vào mod symbol rồi ở một phòng á các bạn chúng ta sẽ chọn vào phòng winding này đó bây giờ các bạn kéo xuống nếu mà các bạn chúng ta muốn là chèn ô vuông có dấu tích thì các bạn chọn vào biểu tượng này insert thì nó sẽ tạo ra một ô vuông có dấu tích còn muốn tạo ra ô vuông có dấu ít ở bên trong á thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng này insert đó, thì nó sẽ tạo ra một ô vuông có dấu x ở bên trong đó insert thì nó sẽ chèn rồi không muốn chèn nữa các bạn chọn vào clone đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách đánh dấu x và ô vuông trong Word nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn mọi người theo dõi